Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo buổi chiều ngày 7 tháng 9 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Viettel Bốt. Đấy. Thì chiều nay độc nhất vô nhị, cứ mỗi đùi lừa hành quân đi Hải Dương, báo cáo với lại các đồng chí. Đây là Sony CFS 715SI loa đài nhá. Đây loa đài Sony CFS 715SI. Đấy. Đây. 3 kg. Hôm chiều nay có một đôi loa đài đi Hải Dương, nó cũng xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.